từ tháng 4 năm 1971, hơn 48 năm trôi qua, kể từ ngày quân đội Mỹ ngừng rải chất độc hóa học xuống Việt Nam. Nhưng hậu quả của chất độc da cam dioxin vẫn ngày đêm đè nặng, tàn phá nhiều gia đình tại Việt Nam. Dioxin là chất cực độc, không tan trong nước và rất khó phân hủy trong môi trường tự nhiên, gây nhiều căn bệnh tiềm ẩn, nguy hiểm có tính di truyền, gây ra nhiều dạng tàn tật, đau đớn triền miên về thể xác, tổn thương nghiêm trọng về tinh thần cho nhiều người. Những nạn nhân da cam là những đối tượng đã chịu quá nhiều đớn đau. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Ở Việt Nam, xuất hiện thế hệ thứ ba, rồi thứ tư, và chưa biết đến thế hệ thứ bao nhiêu, nỗi đau da cam mới dừng lại. Quảng Ngãi là một trong những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của thứ chất độc quái ác này. Toàn tỉnh hiện có 23.870 nạn nhân chất độc da cam còn sống, gần 7.000 nạn nhân thế hệ thứ hai và gần 4.000 nạn nhân thế hệ thứ ba. Riêng huyện Tư Nghĩa hiện nay có 1.857 nạn nhân, tập trung nhiều nhất ở xã Nghĩa Thắng là 414 nạn nhân. Chúng tôi đã có dịp về các xã miền Tây Tư Nghĩa đến thăm nhà một số nạn nhân ở lứa tuổi thanh thiếu nhi, những nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba để thực hiện phóng sự này. Đây là trường hợp em Võ Như Trang 9 tuổi, đang sống rất khó khăn trong một ngôi nhà ở thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng. Ngôi nhà của một người tốt bụng cho gia đình em ở để trông coi giùm. Bà thì lái xe thuê, mẹ ở nhà làm nông và chăm sóc Trang và em trai nhỏ. Sinh ra em đã bị thiếu bàn tay trái nên mọi hoạt động của Trang luôn gặp phải nhiều khó khăn. Mấy bọn có hơ tay cặp lồn việc gì cũng dễ, nhưng mà con có một tay thì lồn việc gì cũng hơi khó. Cùng thôn An Nhơn có anh Võ Tấn Vương, sinh năm 1986. Tuy mới 33 tuổi, nhưng nhìn như người ngoài 50 tuổi. Anh luôn ngồi một chỗ và chỉ ú ớ nói được vài tiếng vì bị bại liệt bẩm sinh. Những nạn nhân này mất hoàn toàn chức năng kiểm soát, không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn của người thân. Mắt thì bỏ lỡ bò đứa nhau chút, hai đứa nhỏ không đưa bệnh, không nuôi miếng ai nhỏ miếng chứ đâu có lòm gì ra đâu. Không còn quằn mấy cái không lòm đẹp sẹt không vườn rồi lau miếng rồi. Có hai đứa hiền nó lắng rồi nó cũng thắt hạt. Nói chung là nó cũng mình không đi lòm được á, cái đó không nuôi được cái đó hạt. Còn đây là anh Võ Tấn Diệu, sinh năm 1981, ở thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ. Vừa bị bại liệt, vừa bị tâm thần, gia đình phải làm riêng cho anh một phòng mà mọi sinh hoạt hàng ngày của anh đều diễn ra ở đó. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng vợ chồng tôi cũng động viên nhau phải cố gắng nuôi con được ngày nào hay ngày đó. Thương con lắm, nhưng đã rơi vào tình cảnh này thì cũng phải cố gắng để vượt qua, chứ biết cậy nhờ ai bây giờ. Bà Phạm Thị Thi, mẹ của anh Huỳnh Duy Khánh ở thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ cho biết. Năm người hơi anh bị tai nạn, bị gã xương, không ra ở ngoài Đà Nẵng, thôi thật. Từ năm 14 anh bị lẻ, rồi cuối cùng là anh bị không lo gì, anh có nhờ cũng thân cả nam cả. Mưa nắng có cho và lắm con, em có bị đau mổ nhiều lần. Cùng tâm trạng, vợ chồng chị Võ Thị Loan ở xóm 6, thôn An Cư, xã Nghi Thắng cũng cố gắng làm lụng, chăm bón ruộng vườn để đảm bảo cuộc sống và nuôi các con khôn lớn. Vợ chồng chị sinh được 3 người con, đứa đầu và đứa út thì bình thường, nhưng đứa giữa lại bị tâm thần và bại liệt. Vì hoàn cảnh khó khăn, chồng phải đi làm xa để trang trải cuộc sống gia đình. Em cũng tự lo chăm sóc các cháu, đi viện rồi nó chắc chở câu nó giật được, tại làm tới xuống mà cũng có cái em cũng có đi lộn nặng mà trả về thật cũng thấy vậy, cũng đỡ ăn được,
có bữa đốt đầu tiên mà không biết trồng thấy chứ đâu đã cháy cái bọt lượt khác quá trời hết rồi nói năm 10 phút cái đồ nó tỉnh dậy cái đồ mua thuốc mà đồ nó uống này cái đồ nó tỉnh lại. Nỗi đau da cam làm nhiều nạn nhân phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Nhiều trẻ em sinh ra bị dị hình dị dạng, thiểu năng trí tuệ, sống đời sống thực vật, không có khả năng lao động, không có tương lai. Nhân kỷ niệm ngày về nạn nhân chất độc da cam dioxin ngày 10 tháng 8, Ban Thường vụ huyện Đoàn Tư Nghĩa phối hợp cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của huyện tổ chức đêm nhạc đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm nhằm kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các lực lượng xã hội giúp xoa dịu được phần nào nỗi đau cho những nạn nhân chất độc da cam, đem lại cho họ và người thân niềm tin lớn hơn vào cuộc sống. Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về huyện Đoàn Tư Nghĩa, tài khoản số 4501-201-002-994, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoặc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Tư Nghĩa, tài khoản số 4501-201-001-571, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tư Nghĩa, hoặc liên lạc qua ông Lê Thành Ngân, bí thư huyện Đoàn Tư Nghĩa, số điện thoại 0906 420 006. Từng ngày trôi qua đau nhói lòng ai, em sinh ra đời nào có tội tình chi, cơn đau từng ngày.